Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Văn Thắng Toyota. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng gần đến giờ về rồi, nhưng mà bên Thắng vừa về một mẫu xe Fortuner, cho nên Thắng cũng dành một vài phút để mà chia sẻ nhanh để cho quý anh chị nào chúng ta đang cần tìm những chiếc xe như thế này thấy được thông tin xe. Nếu mà ưng ý thì có thể liên hệ ngay với Thắng để mà Thắng sắp xếp cho quý anh chị coi xe thực tế và lái thử nha. Đó, đây là Fortuner máy xăng số tự động một cầu, xe sản xuất 2016 nha quý anh chị. Xe đi được 71.000 km mà biển số thành phố nè, mới vừa được thu về luôn. Xe này biển số thành phố cho nên quý anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu thành phố chúng ta tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Xe màu bạc. Hiện tại thì mặt ca lăng nè, rất là mới luôn. Xe không có trầy xước gì hết. Đèn riêng theo xe nè quý anh chị. Cái gạn này còn cái lớp keo luôn nè. Có thể nói là chủ trước giữ xe khá là kỹ á. Có một số vết xước nhỏ thì bên Thắng sẽ tiến hành sơn lại nha. Rồi mâm lớp thì tình trạng lớp là lớp zin theo xe. Đối với những chiếc lớp Fortuner á, chúng ta dùng khoảng độ đến 90.000 thì mới có thay nha. Đối với chiếc lớp này đi được 71.000 km rồi, cho nên cũng còn khá là dày luôn. Chúng ta dùng thêm khoảng độ 20.000 km nữa thì chúng ta thay nha. Mâm nè, mâm màu xám nè. Nó gầm bệ nè quý anh chị, chưa có dấu sửa chữa thay thế nha. Rồi đăng kiểm đường bộ của xe thì còn tới tháng 10 2022 nha quý anh chị. Chúng ta yên tâm mà dùng và không cần phải đi đăng kiểm đóng đường bộ lại đâu, gần tới đó thì chúng ta đi nha. Tiết kiệm đúng được vài tháng. Xe thì cửa nẻo này nọ rất liền lạc luôn nè. Đây, cho quý anh chị chúng ta thấy được cái chắc xe khi mà mới về nè. Sùng chỉ thì còn nguyên luôn nè, nguyên bản luôn á. Đây, cửa sau nè. Tắp bi vậy nọ nè ha. Sùng chỉ nó còn nguyên luôn. Rồi, mâm lớp sau nè quý anh chị. Giống như mâm lớp trước nha. Rất là mới, zin. Rồi phía sau là đèn zin theo xe nha. Có cái cản sau thì chắc bên Thắng sẽ tháo ra bỏ nha quý anh chị. Tại vì theo đăng kiểm thì nếu giữ nguyên cái cản này chúng ta sẽ không đăng kiểm không có được. Với lại đi ra đường công an nhiều khi bắt nữa, cho nên bên Thắng tháo bỏ luôn. Còn những cái ốp viền đèn này nọ nè thì nó hơi cũ rồi, bên Thắng sơ hộ rồi sẽ tháo bỏ hết luôn. Và nếu như quý anh chị thích cái viền đèn này, bên Thắng có thể tặng cái mới cho mình luôn nha. Những phụ kiện nào mà xe cũ thì nói chung là tùy vào quý anh chị chúng ta cần lắp phụ kiện như thế nào, cần làm đẹp xe thế nào, bên Thắng cố gắng hỗ trợ nha. Đèn zin theo xe. Rồi bên tài nè quý anh chị, mâm lớp nè. Rồi cửa nẻo bên phía tài nè, đó, rất liền lạc luôn nha. Xe một chủ duy nhất, mua mới từ đầu luôn và bây giờ bán lại. Rồi bên trong xe nè, đó, ghế da zin luôn nha. Chạy 71.000 thì bộ ghế nó có hơi dơ vô chưa vệ sinh á. Tuy nhiên đây là cái ghế da zin nha, rất là giá trị luôn nha quý anh chị. Chạy xe trăng rất sạch sẽ nha. Ta đi gia đình ta giữ xe chạy á. Rồi phía trước khoang lái nè quý anh chị. Đây, tâm bi như mới luôn nè. Rồi ghế chỉnh điện nha, 2016 ghế chỉnh điện rất thoải mái luôn, đi gia đình cực kỳ đẹp. Đối với những mẫu xe này thì chúng ta di chuyển thì trung bình khoảng 10 đến 13 lít 100 cây nha quý anh chị. Thì có hơn hao xăng hơn so với phiên bản máy dầu, nhưng chúng ta sẽ đi êm hơn nha. Máy dầu thì cũng là những cái xe mà dành cho chạy kinh doanh dịch vụ hoặc kết hợp với đi gia đình thôi, chứ không có chuyên đi gia đình đâu. Còn máy xăng mới đúng nghĩa là chuyên đi gia đình nha quý anh chị. Đi sẽ êm hơn, cách âm tốt hơn và cái độ đầm của xe nó sẽ tốt hơn nhiều nha. Xe có gập gương tự động nè, chỉnh đèn tắp lô nè, khóa chống trộm nè, vô lăng như mới nè. Đó, điều hòa tự động nè, đầu DVD tích hợp camera nè. Đó, nhìn cần số đó quý anh chị. Mới bóng luôn nha. Xe Toyota thì đối với cái đời này cũng đơn giản thôi, không có nhiều những công nghệ trên xe đâu. Chủ yếu là đi êm và độ bền cao thôi. Xe này thì lúc trước á, chủ trước mua lăn bánh khoảng trên 1 tỷ nha quý anh chị. Thì bây giờ về cái giá bán lại thì nó tầm khoảng giá dự kiến là 685 nha quý anh chị. 685 triệu cho chiếc Fortuner máy xăng 2016. Chạy được 71.000 km và mang biển số thành phố màu bạc. Thì nếu như quý anh chị ta quan tâm mẫu xe này, muốn biết cụ thể hơn về chi phí lăn bánh và thủ tục mua bán á, thì liên hệ với Thắng đi, Thắng sẽ tư vấn cụ thể hơn về xe nha. Thì ngoài ra thì nếu quý anh chị ta muốn coi thực tế những thời điểm như thế này nè, thì Thắng sẽ hỗ trợ sắp xếp cho mình coi luôn. Tại vì xe cũ bên Thắng được cái á, là những cái xe mới về vẫn cho khách hàng coi nha, không giấu giếm điều gì hết. Thì xe cũ thì có một số chỗ trầy xước này nọ thì cũng cho khách hàng biết luôn. Những cái chỗ nào mà xấu thì bên Thắng sẽ tiến hành dọn lại, chứ không có bàn giao cho quý anh chị một cái xe xấu như thế này đâu nha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem clip review chiếc xe Fortuner 2016 trong buổi chiều ngày hôm nay của Thắng. Và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha. Xin chào.